Chào mừng chị, chào mừng các em đến với ngày hôm nay. Theo lịch và kế hoạch thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài thi thử số 2. Bài thi thử số 2 nhé. Và trong bài ngày hôm nay có thể sẽ xuất hiện một số những câu mà tương đối khó. Cho nên là các con mong muốn điều này, đó là muốn đạt được kết quả lớn, kết quả cao nha, điểm số cao. Thì hãy giúp thầy một việc, đó là làm bài thật cẩn thận, không bạn nào được vội vàng, bởi vì những bạn nào làm vội vàng thường sẽ bị trả giá, đó là kết quả không cao. Lớp mình hiểu ý chưa? Đấy, ở trong phòng của chúng ta hiện giờ đang là full 100 rồi này, full 100 rồi nha. Ở những bạn nào vào muộn là sẽ không được tham gia thi nữa rồi. Lớp mình sẵn sàng chưa? Những bạn nào đã sẵn sàng rồi comment xuống cho thầy số comment số 10 à? Comment xuống số 10 hoặc Lớp comment, đúng rồi, ta comment xuống, đúng rồi, lớp chúng ta sẵn sàng rồi. Để chúng ta sẽ nhận link nhá, nhận link thi thử, nhớ là làm bài cẩn thận, được chưa? Nhớ nha. Rồi thầy chúc các con đạt được kết quả cao nhất nha. Rồi lớp 1, lớp 2, lớp 3 rơi vào phòng. Lớp 4, lớp 5 ở lại. Lớp 5 ở lại nha. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 rơi ở phòng. Được chưa? Rồi, tốt lắm. Đấy, để có các bạn mà vào sau, các bạn vẫn đủ chỗ để các bạn ấy tham gia thi nha. Chúng ta còn mấy phút nữa sẽ nhận link luôn. Lớp 4 ở lại con ơi. Lớp 4 ở lại, lớp 5 ở lại nha.